xong rồi chị cắm. Phải rồi, phải rồi, là hơi đau cái nách nè. Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới tình huống số 35. Đây là cũng là một cô bệnh nhân tầm soát ung thư định kỳ, cũng không có vấn đề ung thư, nhưng cổ tầm soát định kỳ rất là đều đặn, cứ 6 tháng là cổ đến thôi. Các bạn coi hồ sơ của cổ nè, rất là đều đặn luôn. Làm nghề gì vậy chị Cẩm? Ở nhà nội trợ thôi, mà cổ rất là quan tâm tới sức khỏe của cổ. Nhưng mà lần trước, lần gần nhất cổ khám là tháng 10 2018, mắc dịch hay sao mà bây giờ mới đi tái khám lại cả năm trời rồi. Dịch hả? Mắc dịch hả? Mắc dịch mắc gió à? Mắc dịch Covid chứ không phải mắc dịch mắc gió, nên cổ không có đi khám. Thì lần trước, những lần trước tôi theo dõi cho cổ thì cái tuyến giáp của cổ thì có nhiều cái nhân lành tính, cũng đã làm xét nghiệm tế bào đầy đủ hết rồi, biết lành tính rồi. Cái vú cổ cũng có vài cái u lành tính luôn, và cái tử cung cũng có cái nhân xơ luôn. Cổ vừa mới chụp X quang phổi xong, phổi cổ đó giờ cổ chụp rất là đều đặn, là đều bình thường hết. Hôm nay có vấn đề nuốt nghẹn nuốt vướng không? Nuốt á, có bị nuốt nghẹn nuốt vướng hay bị viêm họng không? Cái đó thì không. Nhà có ông xã không? Có ở với ông xã không? Có. Có, ông hút thuốc không? Có. Ông hút thuốc, ông hút thuốc nhiều không? Dạ, không có. Ôi, ông hút nhiều quá rồi là chị hít cái khói thuốc của ông. Chị hiểu không? Cho nên đó là chị bị hút thuốc thụ động, tức là mình không phải là người chủ động mình hút, nhưng mà mình hít cái khói thuốc của ổng. Cho nên là cái phổi là kiểm tra định kỳ là đúng rồi. Bữa nào dẫn ông theo kiểm tra đi. Hả? Không có chịu đi theo chị kiểm tra không? Nào, không đi nữa chứ. Ổng đâu? Không đi, nhưng mà ổng mấy với con trả đi. Vậy thôi, biểu mai ổng ghé đi, hay lần lát kêu ổng tới đi, ổng kiểm tra đi. Ổng là phải kiểm tra cái vòng họng với cái phổi. Chị hút thuốc phải thụ động theo ổng, chị cũng làm thuốc luôn đó. Mình không có mua bỏ tiền là mình mua, chứ mà mình hít cái khói thuốc thôi. Thì là kiểm tra phổi là đúng rồi. Cái nữa là cũng hay có vấn đề vòng họng lắm nha. Năm rồi, bữa nay kiểm tra cho nó tầm soát cho nó trọn vẹn đi. Đặt lần trước đi hả? Năm 17. Hai thùy luôn hả? Tuyến giáp to nhẹ, hai thùy và eo có nhiều hỗn hợp đặc nang và nang. Năm đến. Cái cổ nó có cái nhân nó có to hơn một chút rồi đó. Nhiều lắm, còn thích mua tuyến giáp bình thường. Trường hợp này đã có cho điều trị phình giáp ca hàm một thời gian rồi, đủ rồi, hôm nay cho cũng ngưng. Ủa, cũng ngưng một thời gian rồi, cả năm rồi. Trong người có gì khó chịu không? Nói đi, bác sĩ khám kỹ cái vùng đó chị. Nhưng mà này là đau nách này, đau gốc vơ này, đau bên sườn này. Giống như đau cơ xương khớp không ha? Đau bả vai vậy còn làm chuyện nặng không? Sắc đồ nặng không? Không lộn gì nè. Thần dưới chán rồi vậy thôi. Rồi để ta kiểm tra. Lo cho mình thôi, còn ông xã ông khám hay không khám kệ ổng hả? Bao lâu rồi chưa làm xét nghiệm máu chị?
cái nghiệm máu đi kiểm tra mình có mỡ trong máu rồi có đường tiểu đường hay chức năng gan thận các kiểu, bao lâu rồi chưa có làm cái đó? 11 giờ 14 tiếng. Bây giờ là 8. Hồi đó sinh con có nhiều sữa không? Bây giờ cách 2, 6. Bây giờ 7. 12 giờ cách 3, 10. Không có cái u nào mới em uống nha. Cái mắt đau thì chắc là đau cơ thôi. Đau mắt sẵn. Mắt bên nào đau nhiều? Còn nhà tao cái đây không ấy. Đau đi. Đau nhiều lắm hả? Không rồi. Nó có đau nhiều. Cái này nó đau là nó đau. Nó đau từ từ nữa. Cho chị cái nội soi tai mũi họng nữa đó, tại vì cái khói thuốc lá nó làm ảnh hưởng đến hai cơ quan nhiều nhất là cái vòng mũi, vòng họng với cái phổi, cái đường đi của thuốc lá đó, của khói thuốc á. Chừng nào gọi ông xã tới kiểm tra đi.
ổng là quan trọng là cũng phải là siêu âm bụng nè, nội soi với lại chụp phổi đó. Ổng gần đây không? Không xa. Xa là đâu? Nghĩ đâu gì đâu xa. Trong sáng nay kịp không hôm mai? Mai là thứ bảy là có bác sĩ học nha. Ở đây tới bao lâu lận? Mai không có bác sĩ Ngọc thì có bác sĩ Hân cũng của bệnh viện 4 nha. Nhân sơ tử cung. Nhân sơ tử cung là 50 nhân. Có bị đau bụng dưới không? 50 nhân cho 39. Không đau bụng. Cái bụng tử cung nè, có bị tràn tràn không? Không. Đang mở. Có người á cha thuốc lá 49 mà con ung thư phổi, con nhỏ đó, nhỏ xíu á, tại vì nó bị cứ hút cứ hít cái khói đó mà phổi con nít thì nó còn non nớt. Thì gan nhiễm mỡ chúng ta đánh giá mức độ nhẹ, trung bình, nặng dựa trên cái độ mờ của mạch máu. Gan nhiễm mỡ là độ hồi âm là cũng mình biết là gan nhiễm mỡ rồi. Nhưng mà mình dựa vô cái hình ảnh sắc nét của mạch máu mình đánh giá là mức độ nhẹ, trung bình hay là nặng. Nếu mà thấy các mạch máu vẫn rõ, để phổ mạch máu vô nó vẫn đầy đặn thì là nhiễm mỡ nhẹ thôi. Còn nếu mà mình thấy là cái bờ mạch máu nó mờ nhạt rồi, để cái phổ vô nó không có ôm trọn vô cái bờ mạch máu á, nó không có đầy đặn, không có lấp đầy á, thì đó là mức độ trung bình. Còn nhiễm mỡ mức độ nặng là rất khó tìm thấy mạch máu, mơ hồ thôi, mình không có thấy được mạch máu, và mình bỏ cái phổ mạch máu vô cái mạch máu của gan á, là những cái đường rất là mờ nhạt, và cái độ hồi âm của gan nó rất là sáng, nó trắng bóc thôi, thì đó là mức độ nhiều. Thì cô bệnh nhân này thì tôi kiểm tra lại thì không có u bướu gì mới phát sinh, nhưng mà tôi hỏi về tình trạng hút thuốc của ông chồng thì hút thuốc rất là nhiều, mấy chục năm mà mỗi ngày hút cả gói á, cho nên là cổ được gọi là người bị hút thuốc thụ động. Mà hút thuốc thụ động là cái cơ quan nào mà cái khói thuốc có thể đi qua được thì sẽ có nguy cơ ung thư, thì đó là cái phổi và cái vùng mũi họng của cổ và vòm họng, mũi vòm họng và vùng họng thanh quản. Cho nên là phổi thì đã chụp rồi, bây giờ tôi sẽ cho cổ đi nội soi tai mũi họng để tầm soát.